Nhạc sĩ nổi tiếng bị đồng nghiệp phóng iPhone 15 Pro Max vào Face ID khiến cộng đồng mạng bức xúc. Mới gần đây, nữ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã đăng tải một video bị đồng nghiệp tác động vật lý ngay tại nơi làm việc khiến nhiều người quan tâm. Này, đó thôi. Hai máy lớp nào? Em quay ai đó hả? Quay ai? Được biết đồng nghiệp của nữ nhạc sĩ là một giảng viên lâu năm, trước đây là ca sĩ hát dân ca. Tóm tắt sự việc thì cô giáo này xảy ra mâu thuẫn với học sinh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương vì không cho học trò hát beat đã master. Thấy cô có những lời lẽ xúc phạm, sai căn cứ nên nhạc sĩ Thiên Hương đã lấy điện thoại quay lại. Thế nhưng hành động phản ứng của giáo viên này chính là ném chiếc điện thoại iPhone vào Face ID của cô. Vì quá bức xúc, nữ nhạc sĩ này đã nhanh chóng đăng tải video lên mạng xã hội để lên án hành vi và nhờ các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để xử lý, đòi lại công bằng cho mình và học sinh. Nhiều cộng đồng mạng cũng đã bức xúc về hành động này và để lại bình luận như sau. Mong đợi kết quả từ phía ban giám đốc của Nhạc viện TP.HCM. Nếu như này thì con em, học sinh nào dám học nữa. Đến đồng nghiệp còn đánh không tiếc tay được thì ưu tú ở đâu vậy? Chỉ còn bị ném như thế này thì học sinh còn như nào nữa. Mong chờ kết quả từ ban giám đốc nhạc viện. Giữ bình tĩnh nha chị. Côn đồ, bảo thủ và kém hiểu biết. Không nên cho giảng dạy nữa. Bạn cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.